Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Nếu anh chị đang cần tìm một căn nhà nằm trên mặt ngõ thông, kinh doanh tốt, ô tô đỗ cửa, hai mặt thoáng và nhiều phòng ngủ thì đây là một lựa chọn tốt dành cho anh chị. Căn nhà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay có diện tích là 43m², được xây dựng 5 tầng với 5 phòng ngủ, nằm trên mặt ngõ thông từ đường Hoàng Mai sang ngõ Gốc Đề, Minh Khai, với giá đang được chào bán chỉ có 5,99 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu căn nhà đặc biệt này. Còn bây giờ em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết của căn nhà này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà của chúng ta với diện tích là 43m². Căn nhà của chúng ta được xây dựng 5 tầng với lối kiến trúc rất là hiện đại. Căn nhà của chúng ta là căn lô góc hai mặt thoáng. Thiết kế tầng 1 để thông sàn để buôn bán kinh doanh hoặc là để ô tô vào nhà cũng rất là ok. Để ngõ của chúng ta, ngõ thông thoáng, cách mặt phố chính chỉ khoảng độ 30m thôi, rất là gần, cách mặt phố chính khoảng 30m thôi. Đây là một mặt nữa của căn nhà chúng ta, lô góc hai mặt thoáng, cực thoáng sáng và hợp lý. Ô tô chúng ta có thể để đây. Đấy. Rộng mênh mông. Rộng mênh mông luôn. Hai phía cửa. Tầng 1 thì sẽ thiết kế để gara ô tô hoặc sảnh bán hàng. Tầng 2 là phòng bếp, phòng khách. Tầng 3, tầng 4 thì mỗi tầng 2 phòng ngủ. Tầng 5 thì có một phòng ngủ nữa và phòng thờ cũng ở đó. Rồi sau đây thì em sẽ quay chi tiết phía trong cho anh chị nhé. Thông sàn. Tầm 143m thôi, tuy nhiên là lên tầng 2 đưa ra được thì nó sẽ còn rộng hơn nữa. Rất là thoáng, sáng. Nói chung chỗ này là một cái siêu thị mini cũng được. Đấy, Vinmart rất là ok. Đây chính là khuôn viên tầng 2 của chúng ta. Khu vực trong này là khu vực bếp. Đấy, cầu thang ở giữa. Phía ngoài là phòng khách. Hợp lý, rất là thoáng. Với những căn lô góc như này thì chúng ta sẽ rất là có lợi, bởi vì căn nhà chúng ta sẽ được đua ra rất là nhiều, cái diện tích sử dụng của chúng ta sẽ tăng lên rất là lớn. Mỗi tầng 2 phòng, phòng ngoài cực thoáng rồi. Anh chị nào muốn mua nhà kinh doanh trong tầm tiền này thì đây là một lựa chọn rất là tốt. Quý anh chị đang theo dõi video trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho em Phương cũng như kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội nhé. Và đừng quên comment ý kiến của anh chị xuống phía dưới để em có thể hỗ trợ anh chị một cách tốt nhất nhé. Về phần giá của căn nhà thì em xin phép để phần mô tả của video nhé, bởi vì phần giá sẽ có thể thay đổi theo thời gian.
Và ngoài căn nhà này ra thì em còn rất là nhiều các căn nhà khác nữa quanh khu vực này, nhà mặt ngõ, nhà mặt phố em đều có hết. Cho nên anh chị muốn mua căn nhà như nào thì cũng cứ hãy điện thoại cho em Phương nhé. Đây là phòng thờ và sân phơi phía ngoài, cực kỳ là thoáng đãng. Khu vực Tham City ngay kia. Đấy, rất là gần. Ở đây anh chị di chuyển dễ dàng ra khu vực ngã tư Vọng, rồi là Tham City, lên vào hồ cũng rất là tiện khu vực này. Đường xá thì rộng rãi. Rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.